Trên thế giới, Nga-Ukraine tấn công nhau bằng drone giữa lúc Ngoại trưởng Triều Tiên đến Moscow. Lũ quét tại Tây Ban Nha khiến ít nhất 64 người thiệt mạng. Bờ Đông nước Mỹ trước nguy cơ đình công lần 2, Boeing đình công tuần thứ 7. Hàng ngàn người Mỹ đồng loạt hủy đăng ký hiến tạng. Tại Việt Nam, du khách nước ngoài giấu 362 viên kim cương trong hộp kẹo tại sân bay. Gia đình bất lực nhìn con trai bị lũ cuốn ở Quảng Bình. Khoảng 80% du học sinh tự túc không về Việt Nam làm việc. Lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng xã hội. Ngang nhiên xử lý trái phép rác thải nguy hại tại Hà Nội. Hải Âu xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những tin tức có trên thế giới. Thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 10, Nga và Ukraine đã tấn công nhau bằng máy bay không người lái drone trong bối cảnh nhà ngoại giao hàng đầu Triều Tiên đến Nga để đàm phán. Lực lượng không quân Ukraine cho biết đã phóng 62 drone và một tên lửa trong đêm, trong đó thì có 33 chiếc bị đánh chặn và 25 chiếc bị gây nhiễu. Tại Kiev, một tòa nhà dân sự và một trường mẫu giáo đã bị tấn công, khiến cho 9 người bị thương, trong đó có một trẻ em. Các khu vực khác của Ukraine ghi nhận 4 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương trong 24 giờ qua. Trong khi đó, phía Nga cho biết đã bắn hạ 25 drone của Kiev ở phía Tây và Tây Nam nước này và chiếm thêm một ngôi làng ở vùng Kharkiv. Các cuộc tấn công xảy ra khi mà phái đoàn do Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Sun-hui dẫn đầu đến Moscow hôm ngày 29 tháng 10. Tình báo Hàn Quốc cho biết cuộc đàm phán có thể bao gồm việc Bình Nhưỡng gửi thêm quân tới Nga và những gì mà Triều Tiên sẽ nhận lại cho sự viện trợ nhân lực này. Theo Lầu Năm Góc, một số binh lính Triều Tiên hiện đang ở khu vực Kursk, nơi mà quân Nga đang nỗ lực giành lại lãnh thổ từ tay Ukraine. Trong một diễn biến khác, vào ngày 29 tháng 10, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua các sắc lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc kéo dài lệnh thiết quân luật và điều động quân đội tại Ukraine thêm 90 ngày nữa cho đến ngày 7 tháng 2 năm 2025. Lũ quét tại Tây Ban Nha khiến ít nhất 64 người thiệt mạng. Vào ngày 29 tháng 10, lượng mưa lớn bằng cả một năm hơn 400mm đã trút xuống thành phố Valencia ở phía đông Tây Ban Nha chỉ trong 8 giờ và gây ra trận lũ nghiêm trọng nhất châu Âu kể từ năm 2021. Vào ngày 30 tháng 10, giới chức xác nhận mưa lớn như trút nước đã khiến 64 người thiệt mạng tại khu vực này. Ngoài thương vong, thì dòng nước lũ đục ngầu đã còn cuốn trôi đi gần như là mọi thứ từ ô tô, gia súc, vật dụng gia đình, biến đường xá thành sông và làm gián đoạn các tuyến đường sắt. Cảnh sát cùng lực lượng cứu hộ hơn 1.000 người đã làm việc suốt đêm, dùng trực thăng và thuyền cao su để đưa người dân đến nơi an toàn, cũng như là tiếp cận với những người mắc kẹt trên nóc nhà. Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết, hàng chục thị trấn đã bị ngập lụt và mối nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Số người tử vong có thể tăng lên vì nhiều khu vực vẫn chưa báo cáo thiệt hại và nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục ở những khu vực khó tiếp cận. Và cũng trong ngày 30 tháng 10, Quốc hội Tây Ban Nha đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người thiệt mạng. Vua Philip VI đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước thương vong lớn và gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý tại Hoa Kỳ. Theo Reuters, các hãng tàu nước này đang tránh xa các cảng bờ đông và bờ vịnh do lo ngại 45.000 công nhân bốc xếp sẽ lại đình công nếu như lãnh đạo công đoàn của ngành không ký được hợp đồng mới với chủ lao động trước ngày 15 tháng 1 năm 2025. Trước đó, hồi đầu tháng 10, thì cuộc đình công đầu tiên trong gần 50 năm của Hiệp hội Công nhân bốc xếp quốc tế kéo dài 3 ngày đã kết thúc với một thỏa thuận tạm thời về lương nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề tự động hóa cảng biển. Một số công ty Mỹ cho biết sẽ chuyển hàng hóa sang bờ Tây để ứng phó với cuộc đình công thứ hai, dự đoán sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Trong khi đó, thì liên quan đến cuộc đình công đã kéo dài gần 7 tuần ở Boeing, vào hôm ngày 29 tháng 10, các thống đốc Đảng Cộng hòa của ba tiểu bang là Utah, Missouri, Montana đã kêu gọi hãng sản xuất máy bay và đại diện công đoàn chấm dứt tình trạng này, bởi những tiểu bang này đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp cung ứng tại tiểu bang của họ. Các quan chức viết trong bức thư gửi công ty và công đoàn rằng,
Boeing đã ngừng mua hàng từ hầu hết các nhà cung cấp. Hầu hết trong số họ hiện đang phải đưa ra quyết định rất khó khăn là cho nhân viên nghỉ việc hoặc sa thải. Vào tuần trước, 64% công nhân Boeing đã bỏ phiếu phản đối đề nghị hợp đồng mới nhất của công ty, tiếp tục làm đình trệ việc lắp ráp máy bay và hoạt động của các nhà cung cấp. Hàng ngàn người Mỹ đồng loạt hủy đăng ký hiến tạng. Theo bài báo ngày 30 tháng 10 của hãng tin AP, vào năm 2021, một người đàn ông ở tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ suýt bị lấy nội tạng vì bị tuyên bố nhầm là đã chết. Dù chưa rõ chi tiết đầy đủ, vụ việc đã được đưa ra ánh sáng tại Quốc hội Mỹ vào tháng 9 gây lo ngại về quy trình xác nhận tử vong và hiến tạng. Sau khi mà tin tức này được lan truyền, số người hủy đăng ký hiến tạng ở Mỹ đã tăng lên gấp 10 lần và mỗi ngày có khoảng 170 người tự xóa tên ra khỏi danh sách. Padori Dews, Chủ tịch Hiệp hội Tổ chức Cung cấp Nội tạng Hoa Kỳ OPO đã nhấn mạnh rằng việc hiến tạng dựa vào lòng tin công chúng và vụ việc này đang làm lung lay niềm tin đó. Bà cũng thêm rằng khi lòng tin bị xói mòn sẽ mất nhiều năm để khôi phục. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hàng ngàn bệnh nhân đang chờ ghép tạng. Vụ việc cũng gây xôn xao tại Pháp, nơi mà số người đăng ký từ chối hiến tạng đã tăng từ 100 lên 1.000 người mỗi ngày sau khi có thông tin về vụ nhầm lẫn vừa rồi. Tiến sĩ Daniel Sumasi, chuyên gia về đạo đức sinh học tại Đại học Georgetown cho biết cần có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn để giúp công chúng an tâm rằng các bác sĩ đã xác định rất kỹ lưỡng trước khi mà quyết định ai đó đã thực sự qua đời nhằm ngăn tình trạng nhiều người từ bỏ ý định hiến tạng. Chuyển sang phần tin tại Việt Nam. Và đầu tiên là thông tin liên quan đến buôn lậu. Thưa quý vị, vào sáng ngày 25 tháng 10 tại Sài Gòn, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện 362 viên kim cương được giấu trong hộp kẹo của du khách quốc tịch Ấn Độ nhập cảnh từ Hồng Kông. Hộp kẹo này bên trên phủ kín bởi các viên kẹo thật và được để lẫn lộn với các đồ dùng cá nhân khác để ngụy trang. Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 23 tháng 10 thì tại sân bay này cũng phát hiện một người đàn ông Ấn Độ giấu hơn 700 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo trị giá hàng chục tỷ đồng trong hộp bánh khi mà nhập cảnh vào Sài Gòn. Hiện thì người này đã bị cảnh sát bắt tạm giam về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cơ quan điều tra đánh giá đây là đường dây vận chuyển trái phép kim cương qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất rồi bán lại cho các chủ cửa hàng để thu lợi bất chính với số tiền lớn. Vụ án hiện đang được mở rộng điều tra. Gia đình bất lực nhìn con trai bị lũ cuốn ở Quảng Bình. Quý vị thân mến, cơn mưa lớn từ sáng đến trưa ngày 27 tháng 10 vừa qua đã khiến toàn xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy bị cô lập, cách một tiếng nước lại dâng lên 3-5cm. Tại đây thì một gia đình bất lực khi tận mắt chứng kiến con trai mình trong lúc hỗ trợ dân làng đã bị dòng lũ từ thượng nguồn bất ngờ ập tới cuốn đi. Nhiều người ném dây thừng cứu trợ nhưng không kịp. Vào chiều hôm đó, cả gia đình động viên nhau chờ tin tốt từ đội cứu hộ, nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra. Và đến 7 giờ ngày 28 tháng 10, thi thể người con trai đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 200 mét. Trước đó, khi lũ mới tràn về, nạn nhân đã giúp được hàng chục gia đình đi tránh lũ tại nhà người thân, hàng xóm, nhà văn hóa thôn và trường học. Đến chiều cùng ngày, nhận tin thì nhiều người kêu cứu ở thôn bên cạnh. Người đàn ông xấu số đã lên kế hoạch đi hỗ trợ, nhưng không may bị nước lũ cuốn tử vong. Ảnh hưởng của cơn bão Chami và không khí lạnh, từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, Quảng Bình đã liên tục có mưa to gây thiệt hại lớn về tài sản và làm 5 người thiệt mạng. Những năm gần đây thì du học luôn là chủ đề quan tâm của xã hội. Đây cũng là cơ hội được ra nước ngoài, mở mang kiến thức và cải thiện cuộc sống. Vào sáng ngày 29 tháng 10 tại Hà Nội, Cục Lãnh sự vừa cho biết có khoảng 70-80% du học sinh tự túc ở lại nước ngoài làm việc sau khi mà học xong vì thu nhập cao, đãi ngộ tốt. Theo như báo cáo, số người Việt du học tăng đều các năm bằng nhiều con đường, ước tính hiện trên 250.000 người. Tại Đài Loan, thì một cử nhân ngành bán dẫn người Việt đã nhận thu nhập khởi điểm từ 25 đến 33 triệu đồng một tháng, tăng lên mức 37 đến 55 triệu đồng với thạc sĩ và tiến sĩ. Mức này chưa bao gồm lương chức vụ và thưởng hiệu suất. Ngoài ra thì nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nới quy định thị thực nhập cư nhằm giữ chân người học. Như ở Đức, thị thực cư trú kéo dài tới 18 tháng sau khi mà tốt nghiệp để sinh viên nước ngoài tìm việc làm. Theo như trang thông tin về giáo dục quốc tế ICEF Monitor, Việt Nam là một trong 10 quốc gia du học nhiều nhất thế giới. Các ngành được du học sinh ưa chuộng là kinh doanh và quản lý, STEM, khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.
lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng xã hội. Cảnh sát thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một cô gái 24 tuổi ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Và theo như điều tra đầu năm 2023, người này do nợ nần nhiều không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định lập trang web nhằm lừa đảo người khác, lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Cô này thuê một căn nhà và tự dựng bảng hiệu kinh doanh về lĩnh vực vận chuyển hàng hóa quốc tế Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Mỹ, tư vấn kết hôn, nhận làm hộ chiếu tại nhà. Sau đó thì cô dùng mạng xã hội Facebook để đăng tải thông tin xuất khẩu lao động thời vụ. Ngoài ra thì người này cũng đã tự đặt ra giá trọn gói của một hợp đồng là 42 đến 48 triệu đồng, tiền đặt cọc trước là 50%, tương ứng số tiền 21 đến 24 triệu đồng, chuyển khoản hoặc đưa trực tiếp lúc ký hợp đồng. Sau khi nhận tiền của các bị hại xong, cô không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt luôn số tiền đã nhận. Bằng thủ đoạn này thì trong khoảng thời gian từ đầu năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, cô gái đã lừa đảo 132 nạn nhân, số tiền chiếm đoạt trên 2,9 tỷ đồng. Hiện thì cảnh sát đang tìm những người bị hại để hướng dẫn giải quyết. Ngang nhiên xử lý trái phép rác thải nguy hại tại Hà Nội. Thời gian qua, nhiều người dân tại thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, Đông Anh đã phản ánh về một nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông ngang nhiên tập kết xử lý trái phép các loại rác thải nguy hại. Nguyên trưởng thôn Đường Nhạn cho biết cơ sở này xây dựng và hoạt động hơn 6 năm nay, mỗi ngày các loại rác thải từ các nơi được vận chuyển về nhà xưởng để tập kết, xử lý. Không chỉ có rác, trong đó còn có các lò đúc nhôm phát sinh mùi, khói độc hại ra khu dân cư. Ngoài ra, khu đất còn là đất công ích của địa phương, việc xây dựng nhà xưởng là không được phép. Một người dân có đất trồng hoa phía sau nhà xưởng cho hay cơ sở tập kết xử lý rác thải này hoạt động từ sáng đến tối. Công nhân từ nhiều nơi về đây làm việc, người trong thôn cũng có nhưng không nhiều. Một bảo vệ tại cơ sở cho biết nhà xưởng tập kết này là của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Minh Vina, chuyên tiêu hủy các loại rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại. Điều đáng nói ở đây là cơ sở này gồm 3 dãy nhà bằng tôn được xây dựng kiên cố trên diện tích hơn 2.000m2, nằm tiếp giáp với Trung tâm Huấn luyện Quân sự huyện Đông Anh và chỉ cách Ủy ban Nhân dân xã Xuân Nộn chưa tới 2km. Chủ tịch huyện Đông Anh cho biết nội dung phản ánh của người dân đã để Phó Chủ tịch huyện xử lý. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi và đừng quên like, share, để lại bình luận phía dưới quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!